Chó phốc sóc hay còn gọi là chú chó bom được lấy tên từ địa danh Pomerania từ vùng đất Trung Âu ngày xưa, ứng với miền Tây Bắc Ba Lan và Đông Bắc Đức ngày nay, và nguồn gốc của chúng từ giống Spitz cổ. Năm 1988, nữ hoàng Victoria đã nhân giống loài chó cảnh này và chính bà đã khiến kích cỡ của chúng nhỏ lại. Trước kia, giống chó này có cân nặng khoảng 13 kg và nhờ thế chúng bắt đầu trở nên phổ biến ở Anh. Phốc sóc có đầu thủ nhỏ cân xứng với cơ thể, cổ đầy và ngắn, ngực rộng, khuôn mặt tròn, mõm và mũi nhỏ cũng như rất ngắn. Cặp mắt to tròn và lồi, đôi tai nhỏ và nhọn dựng đứng trên đầu, chiếc đuôi lông xù thường uốn cong lên lưng. Lông của chó phốc sóc thường rất dài, dày và rậm, lông ở vùng cổ và ngực thường rậm hơn. Cũng như những dòng chó nhỏ khác, chó phốc sóc thường có đường ruột và hệ tiêu hóa khá yếu, nên bạn cần phải đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý, đủ dinh dưỡng trong việc nuôi dưỡng dòng chó cảnh Pomerania này. Ngoài ra, khẩu phần ăn của chó phốc sóc nên cho ăn ít và chia thành nhiều bữa trong ngày. Chó phốc sóc là giống chó rất hoạt bát, năng động, thường và hay chạy nhảy cũng như chơi đùa, rất thân thiện và gần gũi với con người. Vì vậy, bạn không cần phải ngại việc cho chúng tiếp xúc với trẻ em. Ngoài ra, loài chó phốc sóc này cũng thường sủa rất nhiều trong nhà, nên bạn cũng cần chú ý đến đặc tính này của chúng trước khi nuôi nếu như bạn là người không thích tiếng ồn. Lúc nó trong bụng mẹ mà, lúc nào nhiệt độ của nó cũng phải từ 38 độ. Dạ. Nó duy trì từ 38, 38 độ 5. Dạ. Nên mình cần phải có đèn sưởi ấm. Em thấy là sau khi sinh thì cả cho mẹ lẫn cho con đều rất là yếu. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà dễ mắc bệnh nhất.